Lô. Đây đã tới buôn rồi nha mọi người. Bên nào? Đi bên này. Anh đi bên nào? Anh đi bên đó đó. Anh đi theo anh đó. Đi đây luôn nè thầy. Xích vô tụi con, xích vô cho xe qua tụi con. Xích vô nữa, xích vô nữa. Này, định lướt đi đâu nữa, chia sẻ vô, tim vô, viết bình luận vô,
Rồi lướt đi đâu lướt? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hello mọi người. Không có đây lâu lâu canh cảnh đẹp chấm chấm luôn. Hello mọi người nha, bây giờ thầy đang trong công tác rồi chuyển hàng xuống để phát cho bà con nha mọi người. Đây là vùng sâu vùng xa trong Đắk Lắk luôn rồi. Đây này, đây này, đây này, đây này, đây này. Đây này, đây này. Em đúng rồi, em bưng vô liền để cho người ta bỏ nước mặn vô em. Wow, còn rất là nhiều nha mọi người. Bây ngang anh tắt tắt về là cái mới anh. Vui không thầy?
Nặng lắm. Chính tay thầy bóc vỡ hàng phụ mọi người. Không, thuốc đã lợn, thuốc đã lợn. À, con vô kêu cái chị bộ đội đây cho mày. Đây là mua đồ đồng bào dân tộc. Thầy đang hỏi gì vậy? 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 Ủa, mới đứng đây mà ta. Này, định lướt đi đâu nữa? Chia sẻ vô, tim vô, viết bình luận vô, rồi lướt đi đâu lướt? Chú con ké lên luôn. Ngang lên con.